tặng quà đắt tiền ơi. tặng chính chữ số cho nhà Phương. Trường Giang giải thích lý do khiến vợ đang vui Cảm thì chân hững. Vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương vừa hòa chung không khí nô nức khoe quà ngày Valentine của showbiz Việt. Trường Giang Nhã Phương là cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt. Từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi nhiều lần khiến dân tình ngưỡng mộ khi khoe những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên con gái Destiny. Trong đó Trường Giang luôn thể hiện mình là người chồng lý tưởng, người cha yêu thương con gái hết mực. Mới đây nhân dịp Valentine, Trường Giang đã mạnh tay mua quà đắt tiền tặng Nhã Phương. Thế nhưng lý do nam danh hài đưa ra lại khiến dân tình không khỏi chừng hững. Cụ thể trên trang cá nhân, Nhã Phương vừa đăng tải đoạn video đập hộp quà Valentine từ ông xã Trường Giang. Món quà là chiếc túi hàng hiệu có giá đắt đỏ, ước tính khoảng 120 triệu đồng. Đi kèm với túi sách sang trọng là chiếc khăn quấn có giá trên dưới 7 triệu đồng. Nhã Phương cẩn thận mở món quà với con gái Destiny cô bé vô cùng hào hứng còn phụ mẹ chết túi đáng chú ý trong học quà có tấm thiệp trường giang viết tay gửi lời nhắn đến vợ nhân ngày đặc biệt nam danh hài hé lộ lý do tặng quà đắt tiền cho nhã phương khiến dân tình bật ngửa em có biết vì sao anh hay mua đồ đắt tiền cho em không vì sau này khi em già đi con gái mình sẽ trở thành thiếu nữ lúc đó mọi thứ đều sẽ là của destiny thôi valentine vui vẻ em nhé bức thư của trường giang dường như khiến nhã phương bớt vui khi nhận được quà trong video nữ diễn viên nói ui là trời rốt cuộc quà valentine là của ai vậy ba trường giang mẹ giữ giùm con vài năm rồi mẹ trả nhé con gái dù vậy nữ diễn viên vẫn gửi tặng ông xã nụ hôn ngọt ngào kèm lời cảm ơn tận hưởng lễ tình nhân bên chồng và con gái nhã phương hạnh phúc chia sẻ ở bên ba và con gái thì ngày nào cũng là ngày valentine sau khi đăng tải dân tình không khỏi cười ngất với lý do tặng quà cho vợ của mười khó Đồng thời, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình Trường Giang, Nhã Phương. Thì ra bà tính hết rồi, Destiny là nhất. Qua gì cũng được, dừng có thiệp viết tay, càng thấy ý nghĩa hơn. Thì ra mẹ chỉ là người giữ đồ hộ con gái thôi nha. Nói về cuộc sống hôn nhân của Trần Giang Nhã Phương, từ khi làm đám cưới vào tháng 9 năm 2018 đến nay, cả hai vẫn giữ được tình cảm mặn nồng. Cặp vợ chồng diễn viên chia sẻ, họ luôn cố gắng giữ thói quen ăn chung với nhau. Dù đối phương về trẻ cách mấy, thì nửa kia cũng sẽ đợi để cùng ăn. Trường Giang còn xây dựng hình ảnh là người chồng hết lòng yêu thương, chiều chuộng chăm sóc vợ, không chỉ thường xuyên tặng bà xã quà đắt tiền, anh còn là đầu bếp của gia đình. Trường Giang Nhã Phương nhận được nhiều lời khen khi dạy con biết trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dù bố mẹ có tài sản khủng, nam danh hài từng chia sẻ, mình là người nhà quê, mình xuất thân từ quê và đi từ vị trí một nông dân đi lên mà. Giờ mình có thay đôi giày, mặc bộ vest, đổi kiểu tóc, nhưng sâu bên trong vẫn là một người nông dân bình thường thôi. Người ta thương mình là thương cái đó. Còn việc mình lột hình ảnh ấy, nhất thời chỉ là do công việc. Tôi vẫn thích mang dép tổ ong, mặc quần đùi, ra vườn chăm cây.